Thưa quý vị, theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đợt mưa trong 2 ngày vừa qua ở miền núi phía Bắc đã gây ra lũ quét tại Lai Châu, Lào Cai và Điện Biên. Và tính cho đến thời điểm này, mưa lũ đã làm 5 người chết, mất tích và thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 26 tỷ đồng. 5 người chết và mất tích, trong đó có 4 người ở Lai Châu do lũ cuốn. Ở Điện Biên có một trường hợp tử vong do sét đánh. Ngoài ra, mưa lũ làm 7 ngôi nhà cuốn trôi, 27 ngôi nhà di dời khẩn cấp, 24 nhà bị ngập, thiệt hại 66 hecta lúa và hoa màu, 500 con gia súc gia cầm, 3,2 hecta ao cá. Về giao thông, thiệt hại một cầu treo tại huyện Sapa, Lào Cai, hai cầu bê tông bị cuốn trôi Lai Châu, một số tuyến đường bị sạt lở hư hỏng, 4 công trình thủy lợi bị cuốn trôi và vùi lấp. Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ bất thường cực đoan có thể xảy ra trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện chỉ đạo các tỉnh miền núi phía Bắc và các bộ ngành triển khai các biện pháp ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất và các tình huống bất thường, đồng thời tăng cường công tác hỗ trợ sau thiên tai. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, hiện tượng thời tiết nắng nóng vào ban ngày và mưa kèm dông lốc sét vào ban đêm có thể diễn ra tại các khu vực trên cả nước. Do vậy, người dân cần phải chú ý theo dõi thời tiết, nâng cao các kỹ năng để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại.